Mến chào tất cả quý vị ha. Thì chúng ta thấy hoa Đà Lạt, chúng ta đã thấy Tết rồi ha. Và đặc biệt là quất, đây là quất, những cái cây quất rất là đẹp. Hiện tại thì Kiên, hai vợ chồng Kiên đang có mặt ở nhà vườn ở bên đường Mai Chí Thọ, bên thành phố Thủ Đức nha quý vị ha. Thì hôm nay Kiên sẽ đưa quý vị đi tham quan một số cái vườn quất cũng như là vườn bưởi. Rồi ở đây thì có những cái cây cảnh, như là rất là nhiều loại cây cảnh trưng Tết, cái hoa trưng Tết. Thì hôm nay quý vị chúng ta sẽ cùng khám phá cái vườn quất ở đây ha. Đây ví dụ như là như những cái gốc quất như này thì nhà vườn chia sẻ là nó có giá thể từ thấp nhất là từ 3 triệu và cao nhất là nó có giá khoảng 8 triệu. Nếu mà cây nào mà có thế đẹp, có nhiều quả, có nhiều nụ và đặc biệt là tươi, hoặc là nó có một cái dáng gì đấy thì nó sẽ có giá khoảng 8 triệu một cây. Đó. Những cái cây quất như này quý vị ha. Đó, bên này đây này. Cây quất này thì được nhập từ ngoài Hưng Yên nha các bạn, được ngoài Hưng Yên vào đây, anh mới vừa nhập khoảng vài ngày đây thôi, mới vừa nhập ngoài Hưng Yên vào. Các bạn thấy là rất là sum suê trái ha, rất là sum suê trái, và nhìn cái cây quất là chúng ta thấy là nó có cái không khí xuân đã về rồi đấy. Đây còn bên này quý vị các bạn, mình sẽ đi một số cái cây nó đẹp mà. Đây, cái này thì mình quay thì cũng toàn cảnh thôi. Không, nếu mà quay cận quá thì cũng quý vị không thấy được cái thế của cây, chỉ thấy được những cái quả thôi. Chúng ta quay qua toàn cảnh để quý vị thấy được cái chậu như nào ha, cái thế cái cây như nào, đẹp hay không, nó có dáng như nào ha. Đó. Thì thường những cái cây này thì người ta trồng nó khoảng mất vài năm mới được một cái gốc như này. Đó, trồng mất khoảng 1 đến 2 năm mới được cái gốc như này. Có cây là 3 4 năm tùy vào cái gốc to hay nhỏ ha quý vị ha. Đó. Đẹp ha. Mình đứng đây mình thấy là nãy giờ thấy là ở đây là người ta về, người ta nhập nguyên cả chậu này các bạn, nguyên cả chậu này luôn. Đó. Nên là chúng ta mua thì người ta bán cả chậu luôn. Rồi, đi vào trong này nào. Ở đây các bạn thấy là mình ngay cái phía hàng phía đường trước là toàn là những cây lớn không? Những cây này có giá khoảng 8 triệu các bạn. 8 triệu một cây như này. Hôm qua thì mình có quay cái vườn nhỏ hơn và những cái cây nhỏ hơn có giá từ khoảng 200, 300, 400, 500. Hôm nay thì cái vườn này lớn hơn và đặc biệt là cây ở đây nhiều hơn thì nó giá cao hơn các bạn. Đó. Không sao. Đây. Đây này, xuống đây những cái cây thì dưới này nó là sẽ nhỏ hơn một chút xíu. Đấy, giá thì nó thấp hơn. Nói chung là Kiên thấy là hoa Tết năm nay thì giá nào cũng có. Nói chung là từ thấp đến cao giá nào cũng có, tùy vào cái túi tiền của mỗi người ha, mà chúng ta lựa chọn cho gia đình mình những cái cây hoa Tết nó phù hợp, cũng như là phù hợp với túi tiền của mình này, phù hợp với cái không gian nhà mình này, và cái cách bài trí bố trí và cái cách trang trí nhà để chúng ta đón Tết ha. Đó, những cái cây như này thì nó sẽ vừa tiền hơn so với những cái cây chúng ta ở phía bên trên. Đây. Cái này là chỉ có bà để ba chỉ ba để ba người chứ bà không ăn được nha. Cái này ăn vào là cũng sợ bị đau bụng đấy. Tại vì quất Tết thì thường ra người ta sẽ có những cách để người ta bảo quản sao cho nó lâu hư nhất. Đấy. Nói chung là trái rất là nhiều luôn. Trái khá là nhiều và rất là đẹp. À, cái cây này em thấy này, cây này trái sum suê rồi nè em. Cây này bên này trái sum suê này. Em quay hoa thì em quay từ từ thôi nhé mọi người, để mời quý vị khán giả xem nó đỡ bị đau mắt nhé. Em quay nhẹ nhàng chậm chậm thôi. Đó. Trái sum suê luôn ha. Đẹp ha. Đó. Nhìn thấy cái cây quất mà thấy là rất là đẹp luôn ha quý vị ạ. Nói chung là cái thấy nãy giờ vô vườn này cái thấy cây nào cũng đẹp hết trơn á. Mà giá tiền thì nó cũng đẹp nữa. Chung cư nhỏ thì mình xài những cái cây nhỏ thôi ha, vài trăm thôi. Vài trăm là cây này là nhà lớn, người ta để ngoài sân á. Ngoài sân, có sân á. Đây này em đi vào đây này mọi người xem thêm một số cây trong này này. Hôm nay thì mình chủ yếu là mình quay quất, em cầm làm sao cho nó từ từ đi từ từ để quý vị xem đỡ đau mắt. Chứ mấy bữa là thấy xem là lóa cả mắt. Chậm từ từ thôi, nói chung là em... Quý vị muốn mua đông trùng hạ thảo Đà Lạt, xin liên hệ số hotline 090 140 9466
Các sản phẩm từ đông trùng hạ thảo Đà Lạt được phân phối chính thức bởi Kiên Sài Gòn Travel, cam kết đảm bảo nguồn gốc xuất xứ, chất lượng, hàm lượng dược chất, nhận giao hàng toàn quốc. Có em phải đi ly làm sao mà 3 giây xong mới ly. Em nói đâu không nghe được đâu, anh mic đây mà. Đây là trong này, dưới này là quất, đây là hết rồi này. Đó. Bây giờ đi một vườn quất cho quý vị các bạn xem. Nói chung là quất năm nay thì so với giá so với mọi năm thì Kiên chia sẻ của các anh nhà vườn thì nó sẽ nhích hơn một chút xíu so với mọi năm. Nhưng mà cũng không đáng kể là bao nhiêu. Ở đây người ta đã trang trí, đã buộc nơ trang trí hết rồi ha. Nói chung là cái mấy cây này là thành phẩm hết rồi đấy. Quý vị vô thì quý vị có thể lựa thôi, quý vị chỉ có lựa thôi. Đó. Ngoài ở cái vườn này mình còn thấy rất là nhiều vườn nữa, thì có thể là mình sẽ quay cây ở đây, sau đó mình sẽ chia sẻ thêm một tí nữa ha. Đây này em quay gọi là cho mọi người thấy cả cái gốc, cái thế của cái cây nữa nhé. Mình đi chăm bón cây mục nơ. Đây là nhà vườn mới vừa tưới xong các bạn. Đây những cái cây này người ta trồng rất là lâu này. Đó, các bạn thấy là cái gốc của nó là không phải là gốc mới làm đâu, tại vì cái gốc này nhìn nó là cũ rồi. Người ta trồng ngay trong chậu này rồi. Khi mà khoảng đến đầu tiên là người ta trồng ngoài vườn, bắt đầu là khoảng 3-4 tháng cận Tết là người ta sẽ bấn vào trồng kiểu vậy á. Quất này là từ Hưng Yên nha các bạn. Rồi đi dọc ở đây xong rồi ra đây đi ngoài ra ngoài luôn này. Đó. Quá đẹp luôn. Hôm nay đưa cả nhà đi ngắm không khí xuân, ngắm cây quất, ngắm cây bưởi. Thì chúng ta thấy là xuân sắp về rồi. Còn mấy ngày nữa là Tết Tây thôi. Xong đó thì Tết ta cũng rất là sớm. Cây này là 8 triệu này em. Cái cây ngoài này là 8 triệu này. Cái này này 8 triệu một cây này. Cây lớn như này là 8 triệu. Nay anh mới nói 8 triệu. 8 triệu một cây. Những cây ngoài này cũng 8 triệu này. Đây cái này cũng 8 triệu này các bạn. Cái thế cái dáng của nó là rất là đẹp luôn đó. Thế của nó là nó phải nói là người không chuyên cây cảnh cho hay. Mình thấy đẹp mình nói đẹp thôi, còn các bạn không biết có thấy đẹp hay không. Mình không có phải là bonsai nghệ nhân bonsai. Đây, những cây này cũng 8 triệu này. 8 triệu một cây. Rồi, giờ mình sang cái vườn bên kia ha. Không, cũng là một vườn ấy. À, thì không ngăn lại á, ngăn lại từng khu á. Ai đứng bên gốc quất? Đây là những cái bưởi nhỏ. Đẹp ha, nguyên vườn quất rất là đẹp các bạn ạ. Các bạn nào là có nhu cầu mua quất nhá thì mình ra trực tiếp đây bên này nhá, nhà vườn nhá. Hoặc liên hệ với Kiên để Kiên chỉ tận nơi luôn. Nhưng mà không lấy phí. Mình thấy đẹp mình quay chia sẻ với quý vị thôi chứ không phải quảng cáo đâu các bạn ạ.
Quý vị, các anh chị, các bạn thân mến, hiện tại thì Kiên đang đứng ở đây là cây cảnh Minh Tâm, địa chỉ số 368 Mai Chí Thọ, phường An Phú, quận 2 các bạn. Đây là thành phố Thủ Đức ha. Bây giờ mình chia sẻ thêm với quý vị một số cái cây ở đây ha. Đó. Nói chung là đây là không chỉ riêng bưởi đâu, không chỉ riêng quất đâu, mà còn có rất là nhiều loại cây cảnh khác nhau nữa. Đó, đây. Ôm hoa đợi người yêu. Này đem một chậu này đi tặng, đi gọi là cầu hôn, đảm bảo là gật lê lịa luôn. Đây có những cái cây hoa đơn nữa này, những cây bưởi rất là lớn luôn. Ở phía bên kia nhà vườn đang nhập cây về các bạn. Ngồi trong này thì có rất là nhiều loại hoa, như là hoa lan cũng có này, rồi cây cảnh này, nói chung là nhiều lắm. Cái nhà vườn lớn luôn này các bạn. Rồi, quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi thì hai vợ chồng Kiên cũng đi quay một số hình ảnh về cái không khí xuân ở Sài Gòn gửi đến quý cô chú anh chị các bạn ha. Thì rất là cảm ơn tất cả quý cô chú anh chị các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu mà quý vị muốn xem những cái thước phim, những cái video về cái không khí xuân ở Sài Gòn, những cái chợ hoa xuân, thì quý vị có thể là để lại comment bên dưới, phía bên dưới phần miêu tả video, cũng như là chia sẻ những cái địa điểm để Kiên biết thêm nhiều địa điểm hơn, để quay thêm nhiều những cái chợ hoa xuân cũng như là những cái không khí xuân để gửi đến quý vị và các bạn ha. Rồi, xin chào quý vị và chúc quý vị có một ngày thật là tràn đầy năng lượng, có một năm mới sắp đến là thật là nhiều niềm vui, nhiều hạnh phúc, nhiều sức khỏe và nhiều bình an ha. Rồi, xin chào quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong những video sau.